nhưng mà mình cũng có chia sẻ là khi mình đi như vậy thì mình thấy là trẻ em Việt Nam của mình cần một cái nền âm nhạc, giáo dục âm nhạc tốt hơn. Thì đó là cái động lực thúc đẩy cho nhóm tác giả viết nên cái chương trình Nền Tảng Vàng ngày hôm nay. Và với cái dự án mà phi lợi nhuận như vậy, tụi mình cũng mong muốn là chia sẻ những cái phương pháp cũng chương trình và học liệu học vụ với lại các đơn vị giáo dục quan tâm. Mình mong là cùng được sự đón nhận cũng như là lan tỏa từ tất cả các đơn vị để cùng làm mới cũng như là nâng cao cái việc giáo dục âm nhạc dành đặc biệt là dành cho lứa tuổi mầm non tại Việt Nam. Cái phương pháp Nền Tảng Vàng của New Kid thì được thiết kế dựa trên 3 triết lý chính. Triết lý đầu tiên đó là giáo dục âm nhạc toàn diện cho trẻ. Triết lý thứ hai, giáo dục âm nhạc đúng thời điểm. Triết lý cuối cùng, các con sẽ được học thông qua chơi. Điều mà mình rất là quý ở Kỳ Anh cũng như là giáo trình Nền Tảng Vàng đó là bạn xây dựng một cái lộ trình để cho mình tiếp cận nghệ thuật từ cái mức coi như là sớm nhất có thể, và sau đó mình sẽ dẫn dắt lên trên đến chương trình phổ thông. Cái mà bây giờ cái này cái đáng quan tâm mà chúng ta sẽ so sánh với cái vòng xoay của New Kids để làm đó là hiện nay giáo dục âm nhạc phát triển một tổng thể, nghe hát đọc nhạc tái hiện là âm nhạc, phản ứng với âm nhạc, trình diễn âm nhạc, phân tích đánh giá ứng dụng sáng tạo. Mốt gì? Nghe. Cả lớp. Đen, cả lớp. Đen. Làm đều không? Đen. Mày. Đá. Đây chính là hình đố đen. Tại vì mình nhìn 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,